Minh và Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc như ý, trúng số giàu to. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử di báo trước cực chính xác, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tổ tiên báo mộng, nằm mơ trúng lớn, bất ngờ nhận lộc trời ban. Tiền bạc ào ào đổ về như thác lũ, phát tài giàu có nhất dùng thiên hạ, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán luôn giả đông đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, đúng vậy, không phải mọi câu chuyện đều có một chương kế tiếp. Sự thật là đôi khi chính chương hiện tại đã là điểm dừng cuối cùng. Dù có cảm thấy chưa thực sự hài lòng với kết cục hay chưa hoàn thành đầy đủ, nhưng khi một chương kết thúc, nó thường mang theo sự hoàn tất của một giai đoạn trong cuộc đời. Không nên cố chấp hay nuối tiếc quá nhiều. Đôi khi những điều đơn giản nhất lại là những gì cần thiết nhất. Và không phải lúc nào số phận cũng sẽ ra sức nhắc nhở rằng đây là lúc quan trọng, đây là bước ngoặt hay đây là thời điểm để thay đổi. Cuộc sống của mỗi người diễn ra theo cách của riêng họ, và điều đó có thể bao gồm việc tiến về phía trước một cách tự nhiên, bình tĩnh và không vội vã. Vận mệnh và số phận của Kỷ Mùi đều có thể thay đổi theo thời gian và theo cách mà Kỷ Mùi sống cuộc đời của mình. Quan trọng hơn hết là cách Kỷ Mùi đối diện với những thay đổi đó và tiến về phía trước với niềm tin và sự quyết đoán của riêng mình. Thưa quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho Kỷ Mùi được vàng bạc, tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong 6 tháng cuối năm 2024 để giúp Kỷ Mùi cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thuộc mệnh hỏa, cụ thể là thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời, là những người mang trong mình tính cách ấm áp, nhiệt thành, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và quyết đoán. Để hiểu rõ hơn về cuộc đời và tính cách của người tuổi Kỷ Mùi, chúng ta cần nhìn vào nhiều khía cạnh khác nhau. Về tính cách, một tấm lòng ấm áp và bao dung, người tuổi Kỷ Mùi thường có tâm hồn nhân hậu, yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Họ dễ cảm thông và sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn, tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống nhờ sự kiên trì và nhẫn nại của tuổi Kỷ Mùi. Trong công việc và cuộc sống, họ không dễ dàng bỏ cuộc trước những thử thách, luôn tìm cách vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu với sự sáng tạo và linh hoạt. Người tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa có tính cách mạnh mẽ và kiên cường. Họ luôn hành động dứt khoát và nhanh nhẹn trong mọi việc, đồng thời có khả năng tự giác cao và kỷ luật trong cuộc sống cũng như công việc. Với trí thông minh và sự sáng tạo, họ thích hợp với các công việc đòi hỏi lãnh đạo và đối mặt với thách thức mới. Họ luôn có những ý tưởng mới mẻ và khả năng thích ứng nhanh chóng với những thay đổi xung quanh, tính cách hướng nội nhưng tình cảm. Dù có xu hướng sống nội tâm, nhưng họ lại rất tình cảm và chân thành. Trong các mối quan hệ, họ luôn cố gắng xây dựng và duy trì những mối quan hệ bền vững, tạo ra một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau. Về cuộc đời, thời trẻ và tuổi thanh niên, giai đoạn này, người tuổi Kỷ Mùi thường phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn. Họ phải nỗ lực rất nhiều để khẳng định bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển. Tuy nhiên, với tính kiên trì và lòng quyết tâm, họ dần vượt qua mọi khó khăn và tạo dựng được nền tảng vững chắc cho tương lai. Sự nghiệp và tài chính vào giai đoạn trung niên, khoảng từ 35 đến 45 tuổi, người tuổi Kỷ Mùi thường đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Họ có khả năng quản lý tài chính tốt và biết cách đầu tư, tích
tích lũy tài sản, sự sáng tạo và tư duy linh hoạt giúp họ nắm bắt được nhiều cơ hội phát triển, từ đó đạt được sự thịnh vượng và ổn định về mặt tài chính. Xét tổng quan vận trình tử vi 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Theo tử vi khoa học cho biết, 6 tháng cuối năm 2024 này sẽ mang lại cho người tuổi Mùi nhiều cơ hội và thành công. Vận trình của Kỷ Mùi sẽ có những bước tiến lớn và ổn định hơn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố tiêu cực, được hỗ trợ bởi nhiều các tinh may mắn. Cuộc sống của Kỷ Mùi sẽ phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn và thuận lợi. Có những thời điểm, Kỷ Mùi có thể gặp phải những khó khăn hoặc cảm thấy buồn chán dẫn đến sự suy giảm vận trình. Tuy nhiên, nếu Kỷ Mùi luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và tự tin trong mọi tình huống, thì thời điểm này sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho Kỷ Mùi. Sự thông minh và sáng suốt sẽ giúp Kỷ Mùi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. 6 tháng cuối năm sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và Kỷ Mùi có thể được thăng chức lên vị trí cao hơn, phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên, dù đã đạt được thành công lớn, Kỷ Mùi hãy luôn giữ tinh thần cố gắng và không ngừng phấn đấu để duy trì thành công. Về mặt tài chính, 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực. Bất kể Kỷ Mùi làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng có thể sở hữu một khoản tiền dư dả. Những người làm công ăn lương được hưởng nhiều khoản thưởng và phụ cấp, thậm chí còn có cơ hội thăng chức để tăng thu nhập. Đối với những người kinh doanh, việc ký kết các hợp đồng lớn và áp dụng các chiến lược hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận cho toàn doanh nghiệp. Với những người đang độc thân có thể tìm kiếm hoặc được giới thiệu đến những người bạn phù hợp, chỉ cần Kỷ Mùi chịu mở lòng và đặt niềm tin, tình yêu sẽ tự tìm tới. Với những người đã có gia đình, Kỷ Mùi nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho đối phương để ngày càng hiểu nhau, duy trì không khí ấm áp và niềm vui trong căn nhà của Kỷ Mùi. Không có gì đáng lo ngại về sức khỏe của bản mệnh trong 6 tháng cuối năm, công việc thuận lợi giúp Kỷ Mùi không phải lo lắng và căng thẳng quá nhiều. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt, Kỷ Mùi vẫn cần chăm chỉ tập thể dục và không nên làm việc quá sức. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng này, đường công danh của tuổi Kỷ Mùi có khá nhiều biến động, bạn sẽ phải rất vất vả để giữ mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình. Bản mệnh cần phải kiên trì trên con đường của mình, đừng vội bỏ cuộc. Do nguyệt lệnh lâm đất suy, vận khí khá bất ổn, con giáp này có thể sẽ phải khá vất vả khi đương đầu với khá nhiều thách thức trong tháng này. Bạn như bị cuốn vào một guồng quay chuyển động liên tục, khó mà ngồi yên một chỗ, dù thường ngày bạn có tâm lý an toàn và ổn định, thì cũng sẽ bị vận trình thúc đẩy để liên tục tiến về phía trước và buộc phải hành động khi công việc gặp khó khăn ban đầu. Càng về cuối tháng hung họa càng dượng, nên tranh thủ tiến hành những dự định quan trọng ngay từ đầu tháng, tỷ lệ thành công có thể sẽ cao hơn. Tháng này, tuổi Kỷ Mùi tất bật lo công chuyện, đa dậy nội bộ lại xảy ra nhiều xung đột, tranh quyền đoạt lợi, khiến tinh thần bất ổn. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng nó cũng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới, bạn nên cân nhắc kỹ càng trước khi hành động kẻo hối không kịp. Hiệu suất công việc trong tháng cũng không được lý tưởng, khối lượng tăng lên, sức cạnh tranh lớn. Con giáp này phải tự mình đương đầu và giải quyết những khó khăn mang tính khách quan như biến động thị trường, hợp tác trục trặc. Lại thêm những vấn đề trong nội bộ, hầu như chẳng phút nào được an ổn, song bản mệnh đừng vì thế mà nản lòng, nhục trí, bởi quý nhân vẫn luôn ở bên. Còn cả các tinh thái dương luôn sát cánh để giúp đỡ tuổi Kỷ Mùi, dù gặp phải trở lực song cuối cùng vẫn được hóa giải, đạt được thành quả xứng đáng. Có điều, con giáp này cũng cần phải nhớ rằng, không ai giúp hết được mọi việc cho mình, chỉ trong lúc khó khăn, gian nan nhất, quý nhân mới đưa tay giúp đỡ, cũng có nghĩa là bạn phải kiên trì để không bỏ cuộc giữa chừng, mới có thể thấy được tia sáng phía cuối con đường. Hãy cứ chuyên tâm làm tốt việc của mình, bỏ ngoài tai những tác động bên ngoài, dựa vào kinh nghiệm và năng lực của mình để phán đoán tình hình, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp. Bằng bản lĩnh, sự lanh lợi cộng thêm chút may mắn về thời vận, bản mệnh đủ tỉnh táo và sáng suốt để xử lý mọi việc đâu ra đó, thu về kết quả khả quan. Còn với những vấn đề không thể giải quyết được trong một sớm một chiều, hãy dành thêm thời gian để thu thập thêm kiến thức.
kinh nghiệm để có năng lực tự mình xử lý mọi chuyện mà không cần phải nhờ cậy đến ai nữa. Tháng 7 âm lịch này, phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi cũng phải đối mặt nhiều sự bất ổn. Nguyệt lệnh lâm suy khiến tài khí hao tổn. Lúc được thì nhiều nhưng khi mất cũng rất dễ trắng tay, nhất là những ai đang nắm giữ trong tay các hạng mục kinh doanh, đầu tư mang tính mạo hiểm cao. Thời điểm này, thu nhập của bản mệnh có dấu hiệu bấp bênh vì một vài nguồn thu bị sụt giảm. Dù con giáp này có ôm đồm nhiều việc cùng lúc để mong khoản nọ bổ khoản kia nhưng hiệu quả không cao. Thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần ngày càng nặng nề, đã vậy có nhiều khoản chi phí bất ngờ phát sinh. Chi tiêu có phần eo hẹp hơn về cuối tháng, bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, rõ ràng để tránh lãng phí và chủ động về tài chính. Tháng này còn là tháng cô hồn, theo quan niệm dân gian, bản mệnh nên tránh những rủi ro tài chính, nếu có thể tránh ngay từ đầu để không rơi vào tình trạng phá tài. Sau những khó khăn, áp lực trong công việc và tài chính, đường tình duyên có nhiều điểm sáng là niềm an ủi không nhỏ với tuổi Kỷ Mùi. So với thời gian trước, chuyện tình cảm của bản mệnh trong tháng 7 âm lịch này khá ổn định và khởi sắc hơn hẳn, có thiên diêu chủ đào hoa nâng đỡ. Người độc thân sớm thỏa nguyện vọng trong chuyện tình cảm của mình, nhiều cơ hội kết giao, mở ra việc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn. Với người đã lập gia đình, vợ chồng hòa hợp, mối quan hệ cha mẹ, con cái luôn có sự thấu hiểu và sẻ chia. Không khí gia đình đầm ấm, yên vui, tạo ra động lực lớn lao để con giáp này chuyên tâm cho sự nghiệp. Trong một tháng, vận trình có nhiều rối ren và tất bật như này, tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi cũng sẽ bị giảm sút đáng kể. Thời gian này bản mệnh yếu, gặp phải các vấn đề về áp lực tinh thần, dẫn đến các triệu chứng thường gặp như đau đầu, stress, mất ngủ, ăn uống kém ngon, có thể bị sụt cân, về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của bản mệnh. Những vấn đề này có thể khắc phục bằng cách cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc, bồi bổ cơ thể, sinh hoạt lành mạnh. Bạn cũng nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà, bạn bè thân thiết để được giải tỏa tâm lý. Vì không được nguyệt lệnh ủng hộ, tuổi Kỷ Mùi cũng nên chú ý khi đi lại, lái xe để đề phòng tai nạn bất ngờ trong tháng cô hồn nhiều xui rủi này. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng này, nguyệt lệnh lâm suy gây nhiều tác động xấu đến tinh thần và sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi. Bạn mong muốn được an phận thủ thường chứ không muốn đấu tranh hoặc gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Bản mệnh nghĩ rằng mình đang cư xử dĩ hòa vi quý, nhưng thực ra hành động đó đang khiến bạn dần làm nhục chí khả năng và chính kiến của mình. Bạn cần phải đứng lên thể hiện bản thân và quan điểm của mình đúng lúc thì mới khẳng định được vị thế trong tập thể. Khi đứng trước các cơ hội, con giáp này cũng nên nhắc nhở bản thân tự tin và chủ động nắm bắt hơn, đừng nên đánh giá thấp khả năng của mình. Cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ tức là đã nhìn thấy tiềm năng nơi bạn, chỉ cần bản mệnh chịu cố gắng phấn đấu, bạn sẽ dần phát hiện ra những khía cạnh chưa từng biết tới của mình. Dịch mã cũng cho thấy, tháng này nếu bạn chăm chỉ làm việc, không ngại xông pha thì bạn có thể đạt được những thành tích mà chính mình cũng không ngờ đến. Hãy coi khó khăn vất vả là yếu tố không thể thiếu trong quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Với những người còn hoang mang về con đường tương lai, thì bạn có thể hỏi xin ý kiến của những người đi trước, đừng vội vã chạy theo bước chân của bất cứ ai. Đồng thời, hãy dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của chính bản thân mình, bạn sẽ biết đâu là điều mình thực sự hướng tới. Phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi khá ảm đạm trong suốt tháng 8 âm lịch này, chủ yếu là do bạn thiếu đi tinh thần hăng hái, tích cực, chủ động đối diện với khó khăn và nắm bắt các cơ hội. Người làm kinh tế thường xuyên trần trừ, do dự, vì sợ rằng khả năng của mình không đủ, chính vì vậy mà con giáp này thường xuyên bỏ lỡ thời cơ tốt vào tay đối thủ. Trên thực tế, nếu bạn chưa thử sức mình thì bạn sẽ chẳng thể biết khả năng của mình đến đâu. Bản mệnh không nên quanh quẩn mãi trong vòng an toàn và tự hạn chế khả năng của mình. Dịch mã cho thấy, muốn kiếm được tiền về đầy túi thì tháng này bạn không nên sợ vất vả, bôn ba. Nhiều khi những sự cố bất ngờ xuất hiện lại là lúc bạn biến nguy thành cơ hội khẳng định bản lĩnh của mình. Khi tuổi Kỷ Mùi đã gây được tiếng vang trên thị trường, thì lượng khách hàng đổ về sẽ ngày một đông đúc hơn tháng này. Khi đồng tiền chưa thực sự dư giả thì bạn hãy chú ý hơn đến chuyện chi tiêu, tốt nhất chớ phung phí chạy theo thị hiếu của thị trường. Tình hình sức khỏe bất ổn sẽ khiến bạn phải tốn một khoản để chạy chữa, vì thế nhớ để sẵn một khoản dự phòng. Tháng này,
Phương diện tình duyên lại là điểm sáng trong vận trình của tuổi Kỷ Mùi. Trong cái rủi có cái may, bạn có thể nhận ra ai là người tốt bụng, chân thành với mình và sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Người độc thân phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn. Có những lúc bạn muốn buông xuôi, phó mặc số phận để mọi việc được đến đâu thì đến. Nhưng chính những lúc như thế này lại có người xuất hiện truyền thêm động lực, giúp bạn tin tưởng hơn vào bản thân. Những việc người đó làm có thể khiến bạn cảm thấy rất cảm động. Bạn cũng nhận ra được những cảm xúc chân thành mà đối phương dành cho mình. Vì thế, nếu có thể hãy cho người ấy cơ hội được ở bên bạn và hiểu thêm về bạn nhé. Với những người đã có gia đình, con giáp này cũng thường nhận được sự động viên và an ủi của người ấy mỗi khi gặp khó khăn. Nhờ có đối phương mà bạn được tiếp thêm dũng khí và động lực để đối diện với những điều chưa biết trước. Tháng 8 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên thấy mệt mỏi và lo lắng nên không muốn làm bất cứ việc gì. Dù không có sự cố nào lớn xảy ra nhưng bạn vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề. Con giáp này cần rèn luyện cách suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn. Như vậy thì bạn mới có thể cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Còn nếu lúc nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ bi quan, bệnh tật thì bản mệnh sẽ chỉ ngày càng thấy mệt mỏi hơn thôi. Nếu mắc bệnh trong khoảng thời gian này, bạn cũng nên chủ động chạy chữa. Đừng vì sợ hãi mà tìm cách kéo dài thời gian. Càng chữa bệnh sớm thì bạn sẽ càng khỏi bệnh sớm. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng này, sự thách thức của tuổi Kỷ Mùi gia tăng khá nhanh. Mọi việc vốn đang suôn sẻ có thể gặp trục trặc nửa chừng bất cứ lúc nào. Đòi hỏi bản mệnh phải có sự cẩn thận để hạn chế tối đa những sai sót không đáng có. Công việc thường dễ gặp phải những khó khăn, chủ yếu ở khoảng thời gian đầu tháng. Những ai khởi động dự án mới cũng vấp phải những trở lực nhất định. Đây là lúc bạn cần phải thể hiện bản lĩnh của mình, bởi chẳng có con đường dẫn tới thành công nào trải toàn hoa hồng. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp, cộng sự được dự báo là không được trôi chảy cho lắm. Trong quá trình làm việc chung, đôi bên nảy sinh nhiều ý kiến trái ngược, ai cũng khăng khăng với nhận định của bản thân nên khó đi tới thống nhất. Mỗi người đều có thế mạnh và cái hay riêng, nhưng nếu đã cộng tác với nhau thì cần phải đặt mục tiêu chung lên trên hết. Khi đó, cả bạn và cộng sự đều sẽ tìm được cách để thống nhất ý kiến. Tạm gác cái tôi để nỗ lực vì mục tiêu chung, khi đã tìm lại được sự ăn ý, tiến trình sẽ trở nên suôn sẻ và nhanh chóng vô cùng. Nhìn chung, tháng này sẽ có nhiều thời điểm công việc gặp nhiều xáo trộn, có thể khiến con giáp này chùn bước, suy nghĩ bế tắc, thậm chí còn xuất hiện ý định bỏ dở. Nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được, đặc biệt là khi tháng này tuổi Kỷ Mùi được nguyệt lệnh lâm quan đới ủng hộ, nên có thể giảm bớt phần nào hung hiểm bạn phải đối mặt. Chỉ cần có sự quyết tâm thì sóng gió nào cũng sẽ qua. Khi cảm thấy bản thân đang lạc lối hay mất phương hướng thì bạn nên bình tĩnh lại, cân nhắc được mất trước khi hành động. Khi đó, bản mệnh sẽ biết nên làm gì và nếu xảy ra trở ngại thì chúng cũng đã nằm trong vấn đề bạn lường trước rồi. Nhờ đó mà bạn hạn chế được sự thất vọng, chán trường có thể dẫn tới hỏng việc. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là khối lượng công việc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 9 âm lịch này khá nhiều, khiến cho con giáp này mệt mỏi. Do đó, bản mệnh nên làm việc có kế hoạch và cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống để không gặp tình trạng muốn cố gắng nhưng lực bất tòng tâm. Tháng này, công việc có tốt có xấu nhưng tuổi Kỷ Mùi vẫn có thể xoay sở kịp thời bằng chính nỗ lực của mình. Nhờ vậy, tài chính của bạn trong tháng nhìn chung khá ổn định, bản mệnh duy trì được các khoản thu đều đặn của mình, nên việc chi tiêu hàng ngày không có gì phải lo lắng. Những ai làm ăn kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận như cũ, nếu muốn thu về nhiều hơn thì cần phải tìm hiểu nhu cầu hiện tại của thị trường để có sự điều chỉnh. Tháng này có tương phá tác động, nên bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần khi cạnh tranh, tranh chấp thị trường sẽ gia tăng. Đối thủ cũng đã nghiên cứu bạn rất kỹ, nên nếu không có sự đổi mới, con giáp này rất dễ bị lấn lướt, thậm chí chơi xấu. Trong đầu tư cần hết sức thận trọng, đừng để sai một ly đi một dặm. Nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn, bạn thể hiện tham vọng làm giàu của mình, cũng quyết tâm cao độ, nhưng mặt xấu là dễ khiến bạn sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị cảm xúc chi phối. Bản mệnh nên nhớ làm việc theo tư duy logic, chứ không nên để tình cảm, cảm xúc chi phối. Tiền bạc phân minh, tình cảm rõ ràng, có như thế mọi thứ mới ổn định và phát triển được. Các khoản thu chi trong tháng cũng không ít, nhất là về thời gian cuối tháng, có nhiều việc lớn phát sinh phải dùng nhiều tiền. Khi
khiến tình hình tài chính của bạn thất thoát. Tuổi Kỷ Mùi nên lấy tích lũy làm trọng, coi như tích tiểu thành đại, chi tiêu hợp lý thì sớm muộn cũng có của ăn của để. Tháng 9 âm lịch này, dù có cả hung giận lẫn cát giận, nhưng riêng đường tình duyên của tuổi Kỷ Mùi thì rất thắm sắc, nồng nàn. Sao thái âm giúp đảo qua nở rộ chuyện tình cảm của con giáp này, vì thế mà rất hứa hẹn. Những mâu thuẫn, giận hờn giảm đi trông thấy, tình cảm cứ như được mở sang trang mới, vô cùng sinh động và lãng mạn. Các cặp vợ chồng cũng nhân cơ hội này mà hâm nóng tình cảm của mình. Những khúc mắc gia đình trước đó được xóa bỏ, tranh cãi không còn nữa. Bản mệnh và người ấy bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, chung tay vun đắp hạnh phúc. Cuộc sống gia đình hạnh phúc khi đôi bên cùng cố gắng thay đổi tích cực vì đối phương. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, hoặc không thì cũng có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn trọng khi kết giao với người mới quen, nhất là nữ mệnh, tránh bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi tháng này tuy không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng, thể trạng của bản mệnh vốn dĩ khá tốt. Nếu duy trì chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, sức khỏe luôn được đảm bảo. Dù vậy, bạn cũng không nên chủ quan. Con giáp này nên cân bằng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ để thể trạng được nạp về đủ năng lượng cần thiết. Ngoài ra, bạn nên chú ý đi đứng thận trọng, tham gia giao thông an toàn, tránh va chạm dẫn tới xô xát, bị thương. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng này, phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi được dự đoán có nhiều tiến triển tích cực nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Ở thời điểm này, bản mệnh có thể mạnh dạn mưu sự, triển khai kế hoạch công việc, bởi xác suất thành công khá cao, khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đần, chỉ bảo kịp thời. Do vận quý nhân cũng trên đà tăng cao, con giáp này là người đa tài, tháo giác, nên nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới, hiểu được lòng của người làm lãnh đạo. Do đó, công việc của bạn tiến triển đi lên một cách đều đặn, dường như bạn chẳng hề gặp phải bất cứ vướng mắc nào, nhờ thái độ làm việc hiệu quả và tích cực. Không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao, một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng, thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Với khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin của mình, tuổi Kỷ Mùi có thể nhanh chóng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng. Càng về cuối tháng, vận trình càng khởi sắc, một số người còn đem về cho doanh nghiệp nhiều bản hợp đồng lớn. Đây là những bước phát triển tốt trong sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, tháng này có hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở bản mệnh vẫn nên lưu tâm tới những mối nguy rủi ro không lường trước. Hạn chế tối đa mâu thuẫn với người khác là cách để bạn bảo vệ bản thân trong tháng này. Nếu không chỉ tự rước họa thì phi vào thân, tranh cãi vốn là điều không cần thiết, bạn cứ làm tốt công việc của mình là được. Nhìn chung, bạn nên duy trì việc hợp tác tốt với đồng nghiệp, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo và khách hàng sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Đồng thời, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho việc đảm nhận nhiều trách nhiệm và áp lực hơn. Hãy đáp lại những thử thách, khó khăn bằng thái độ tích cực. Việc học hỏi và nâng cao khả năng của mình cũng rất cần thiết. Đừng quên tận dụng những cơ hội được quý nhân phù trợ để ngày càng hoàn thiện chuyên môn của bản thân. Tháng 10 âm lịch này, cùng với sự nghiệp thăng tiến, tài chính của tuổi Kỷ Mùi cũng hứa hẹn có bước nhảy vọt. Tháng này bản mệnh không lo thiếu tiền, tài lộc dồi dào, dù là chính tài hay thiên tài, người làm công ăn lương hứa hẹn có thể ký kết nhiều hợp đồng. Tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, điều này mang về cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu không phải nghĩ. Người làm đầu tư kinh doanh trong tháng này cũng tràn đầy tự tin vào bản lĩnh của mình, dựa vào nhân duyên tốt mà bán hàng chạy như tôm tươi, lợi nhuận tăng vọt, bản mệnh cảm thấy vô cùng hy vọng vào tương lai và dám thử sức, dám dấn thân. Tài chính tháng này của tuổi Kỷ Mùi được cải thiện nhanh chóng, nhưng quan trọng không kém là vẫn cần phải quản lý cẩn thận, việc đầu tư cân bằng, thu chi đều cần đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời bạn có thể nhận được lợi nhuận ổn định hơn bằng cách lựa chọn cẩn thận các kênh đầu tư và phương pháp quản lý tài chính phù hợp. Một số người cũng có điều kiện giải quyết các khoản nợ trước đó, giải tỏa áp lực tinh thần. Tuy nhiên, bạn nên chú ý, kiếm tiền là giải pháp lâu dài, đừng hủy hoại sự giàu có của mình chỉ vì những hành động đi đường tắt như đánh bạc đỏ đen, bất chấp luật pháp. Tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Mùi đón nhiều tin tức tốt lành, may mắn về tình duyên sẽ đến,
Nhờ những nỗ lực của chính con giáp này, đời sống tình cảm của bản mệnh ngày càng thăng hoa. Người độc thân hoàn toàn có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại nhờ những cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị trong tháng nhân duyên tốt lành. Là cơ hội tuyệt vời để bạn gác lại quá khứ sau lưng, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai. Hạnh phúc đang ở phía trước chờ đón bạn. Với người đã có gia đình, thời điểm này cũng rất thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn, giận hờn và hâm nóng tình cảm, giúp gia đạo êm ấm. Cả gia đình bạn có thể thu xếp thời gian để đi du lịch cùng nhau. Nhìn chung, sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 10 âm lịch này bình ổn. Có điều, dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, bản mệnh có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe. Tuy không quá đáng ngại, nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể bạn. Cách tốt nhất để con giáp này đảm bảo sức khỏe là chú ý cần nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Khi đó, các triệu chứng mệt mỏi sẽ chấm dứt. Bên cạnh đó, bạn nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cũng như tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ảnh hưởng, điềm báo về tai nạn hoặc sự cố không mong muốn. Do đó, bạn nên hạn chế đi ra ngoài quá khuya. Chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt hạn chế sử dụng rượu bia, đồ uống có chất kích thích. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi tháng này khó có thể phát triển được do chịu tác động của cục diện tương hại, nhiều kế hoạch không tiến triển như ý. Là dấu hiệu chứng tỏ bạn cần dành thời gian nhìn nhận lại chính bản thân mình, đừng tìm cách trốn tránh hiện thực, đổ tội cho nguyên nhân này hay nguyên nhân khác. Trên thực tế, bạn quá nóng nảy, cái tôi cá nhân lại quá cao nên thường đắc tội với người khác lúc nào không hay. Những lời nói, hành động của bạn tưởng là bình thường, nhưng lại khiến người nghe tổn thương, thậm chí là phản cảm. Tháng này, kẻ tiểu nhân rất có thể sẽ lấy đó làm cái cớ để hãm hại bạn, gây rối khiến công việc của con giáp này gặp phải nhiều vấn đề. Tuy nhiên, bản mệnh không nên có cái nhìn quá bi quan. Trong hoàn cảnh hiện tại, cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, khiêm tốn hơn trong cách cư xử, đồng thời dám nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận lỗi sai và cố gắng sửa đổi, thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến. Cách hành xử của bạn chính là yếu tố cốt lõi khiến bạn thành công hay thất bại trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, dù phải đối diện với thất bại, tuổi Kỷ Mùi cũng cần phải giữ tinh thần tỉnh táo và tích cực. Thay vì thất vọng, oán trách người này, người khác, bạn cần học được những kinh nghiệm hữu ích để không còn mắc phải trong tương lai. Tháng 11 âm lịch này, nếu tuổi Kỷ Mùi mong muốn một tháng tài chính dư giả, tiền tài đổ về túi ầm ầm thì có lẽ bạn sẽ phải thất vọng. Tháng này đồng tiền thu về khá ít ỏi, hơn nữa bản mệnh còn phải chi tiêu cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Tương hại cho thấy, con giáp này rất dễ vướng phải rắc rối với các đối thủ cạnh tranh. Bạn cần phải thực sự tỉnh táo để nhận ra đâu là cái bẫy mà kẻ xấu đặt ra. Đừng vì tham lam cái lợi trước mắt mà rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân. Muốn kiếm tiền, bạn cần phải vất vả bỏ công bỏ sức, chứ không thể nghĩ đến việc hưởng lợi từ trên trời rơi xuống. Một điều quan trọng khác mà bạn cần phải chú ý trong tháng này chính là giữ chữ tín của mình. Dù ở hoàn cảnh thế nào, bản mệnh cũng phải đặt chữ tín lên hàng đầu. Nếu không, hình ảnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Bạn bảo vệ được cái lợi nhất thời của mình, nhưng đánh mất lòng tin của khách hàng. Việc kinh doanh tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyệt lệnh lâm dưỡng khuyên con giáp này tốt nhất hãy chăm chỉ làm việc, hoàn thành cho tốt những kế hoạch đang dang dở. Đừng vội vàng mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh. Bạn cần có thêm thời gian để thu thập thông tin, bổ sung kiến thức trước khi dốc tiền vào một lĩnh vực nào đó. Trên phương diện chi tiêu, tiểu hao cho thấy tuổi Kỷ Mùi dễ phung phí tiền cho các hoạt động chi tiêu hàng ngày. Thoạt nhìn đó là những khoản tiền không đáng kể, nhưng đến khi cộng gộp vào thì đó là một khoản khá khá đấy. Tháng này, quan hệ vợ chồng của tuổi Kỷ Mùi ngày càng trở nên nhạt nhòa, thậm chí bạn có những suy nghĩ không hay về tình cảnh hiện tại, những bất mãn về người ấy khiến bạn không còn muốn trở về nhà. Vợ chồng không hài lòng với nhau, việc gì thì nên thẳng thắn trao đổi, đừng nên giữ ở trong lòng. Nếu bạn không nói ra thì người ấy sẽ chẳng thể nào tự biết và tự thay đổi đúng theo ý bạn được. Hơn nữa, nếu bản mệnh không biết quý trọng điều mình đang có thì kẻ thứ ba sẽ rất dễ nhân cơ hội chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bạn hãy là một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ có trách nhiệm hơn, đừng để mặc mọi chuyện được đến đâu thì đến.
Người độc thân tháng này không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm nữa kia. Thậm chí bạn có phản ứng khá gay gắt khi người thân quen giới thiệu cho các đối tượng để tìm hiểu. Khoảng thời gian bạn thích dành thời gian cho sở thích thích cá nhân hơn là quan tâm đến một người xa lạ. May mắn là sức khỏe tuổi Kỷ Mùi trong tháng 11 âm lịch này vẫn khá ổn định. Bạn phải dành thời gian giải quyết nhiều rắc rối nhưng không lâm vào cảnh mệt mỏi kiệt sức. Hãy giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tâm sự, trao đổi với mọi người, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, tảo mộ hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày. Các hoạt động đó sẽ đem lại tác động tích cực, giúp bạn nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Dù bận rộn đến đâu, tuổi Kỷ Mùi cũng nên sắp xếp thời gian để rèn luyện sức khỏe. Thời gian biểu cũng cần sắp xếp khoa học, chớ vì quá bận rộn mà bỏ bữa hay dùng nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng này sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sẽ không phát triển được như ý muốn. Tuy nhiên, thay vì than thân trách phận hay đổ lỗi cho người này người khác, thì bạn nên kiểm điểm lại bản thân, khắc phục những sai lầm không đáng có. Cục diện tương xung tác động mạnh mẽ đến con giáp này, khiến bạn thường xuyên chủ quan, chỉ cân nhắc vấn đề trên một phương diện nào đó mà không có cái nhìn bao quát. Thêm vào đó, bạn còn quá kiêu ngạo, có cái tôi cao nên ít khi chịu nghe theo lời khuyên của người khác, dễ đẩy mình vào cảnh bế tắc, khó khăn. Các mối quan hệ của con giáp này cũng không mấy yên bình, bởi bạn dễ vướng vào chuyện tranh chấp thị phi, do tính tình khó chịu hoặc thường hay tò mò, tọc mạch vào chuyện của người khác. Hãy nhắc nhở mình duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, thay vì đưa chuyện về bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Tháng 12 âm lịch này, để thoát khỏi những rắc rối, khó khăn này, Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng khuyên tuổi Kỷ Mùi hãy cẩn thận hơn khi làm việc, cân nhắc vấn đề kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào làm. Nếu còn điều gì băn khoăn, thắc mắc, bạn hãy khiêm tốn và chủ động xin ý kiến từ những người đáng tin cậy. Nếu bạn có thái độ đúng đắn thì chẳng ai lại từ chối giúp đỡ bạn đâu. Vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng cuối cùng của năm 2024 này cũng chẳng khá khẩm hơn. Con giáp này cần phải cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, không để mất những khoản lớn đã là may mắn lắm rồi. Tính chủ quan khiến bản mệnh thường khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, dẫn đến việc đưa ra những quyết sách sai lầm, gây hao tài tốn của. Không phải lúc nào cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của bạn cũng chuẩn xác. Vì vậy, việc thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến của người khác là cực kỳ quan trọng. Nếu có tranh chấp, thì phi xảy ra trong lúc này, tốt nhất bạn không nên đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện nào bỏ qua được thì hãy cố gắng bỏ qua. Chuyện nào không bỏ qua được thì cần bình tĩnh giải quyết. Nếu không vừa mất tiền bạc vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Tháng này đại hao cho thấy bạn sẽ phải tiêu tốn một khoản kha khá tiền bạc vào các hoạt động mua sắm nhân dịp Tết. Tuy nhiên trong tình hình túi tiền không dư giả này, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên chạy theo xu thế thị trường kẻo tự đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Hay đang có tiền trong tay thì tốt nhất nên giữ cẩn thận. Đừng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống không làm gì cũng vẫn nhận được. Chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 12 âm lịch này cũng là những nốt trầm buồn, những rạn nứt, tổn thương liên tục xảy đến, khiến bạn khó có thể vui vẻ hay suy nghĩ tích cực. Người độc thân đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai, nên khó có thể tìm được người ưng ý. Hơn nữa, cách hành xử kiêu ngạo của bản mệnh cũng khiến cho người khác cảm thấy e dè khi tiếp cận. Rất có thể bạn vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong tháng cuối năm này. Với người đã có gia đình, bạn cần tránh mâu thuẫn, cãi cọ với nửa kia, khiến cho bầu không khí trong gia đình ngày càng nặng nề. Vợ chồng có gì thì nên bình tĩnh trao đổi với nhau, chớ nên to tiếng, nóng nảy, thậm chí có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương lẫn nhau. Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng, hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua. Có thể để bạn sẽ tìm thấy động lực và mục tiêu cố gắng mà mình bỏ quên. Bạn cũng nên trân trọng những gì mà mình đang có. Điều gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau, chớ nên chấp nhặt những điều nhỏ nhặt. Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, tuổi Kỷ Mùi cũng cần hành xử tế nhị hơn. Tránh tò mò, tọc mạch vào chuyện riêng của người khác khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, mà bạn cũng dễ vướng vào thị phi. Tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 12 âm lịch này không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, mặc dù bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu.
Con giáp này cần học cách hướng mình tới những điều tích cực hơn, đừng mãi chìm đắm trong thế giới riêng hoặc trong những điều thất bại. Chỉ khi suy nghĩ tích cực, đầu óc bạn mới thông suốt và tìm ra cách giải quyết các vấn đề đúng đắn. Cuối năm, việc tiệc tùng xã giao là không thể tránh khỏi, song bạn nên hạn chế uống rượu bia, ăn quá nhiều chất béo hoặc những đồ cay nóng. Khi đầu óc không tỉnh táo thì tránh điều khiển giao thông hoặc đi chung với người khác. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.